Chào tất cả các quý vị nha. Ở video này tôi muốn giới thiệu tới các quý vị về cái sản phẩm trần nhôm V100 cũng như là cách lắp đặt cái sản phẩm trần nhôm V100. Thì trước tiên tôi xin giới thiệu qua bên chúng tôi là chuyên cung cấp các sản phẩm về trần nhôm này, lam chắn nắng này, chớp nhôm này, cửa cuốn này. Đấy. Thì các cái sản phẩm của chúng tôi thì các vị có thể kích vào cái đường link website tôi có để bên dưới, thì các vị vào web để xem thì có đầy đủ tất cả các sản phẩm liên quan đến cửa cuốn, rồi là cửa tấm liền, cửa khe thoáng, rồi lam chắn nắng, rồi chớp nhôm, rồi các loại phụ kiện cửa cuốn, motor lưu điện, rồi là trần nhôm. Đấy. Thì trong các sản phẩm đều có hết, và các vị có hỏi điều gì thì cứ để lại bình luận bên dưới trong quá trình xem mà chưa lắm được. Đấy. Trở lại với video của ngày hôm nay là chúng tôi giới thiệu cái sản phẩm về trần nhôm V100. Thì các vị cùng quan sát, thì đây là cái mẫu trần nhôm V100 nha. Đấy, khi mà bản chất người ta gọi 100 là chúng ta đo cái kích thước từ đến đấy, gọi là 10 phân, hay còn trong kỹ thuật thì nó là 100mm đấy, thì gọi là V100. Đây là cái sản phẩm về lá, cấu tạo của trần nhôm V100 bao gồm có lá này, thì có màu trắng này, đây là màu ghi này. Đấy. Thì cái giá của loại trần nhôm V100 này để chúng tôi bán buôn giá nó khoảng tầm 290.000 đồng 1m2 tại thời điểm của ngày hôm nay. Còn các thời điểm khác thì các vị cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc là có hỏi gì thì liên hệ với số điện thoại ở bên dưới đều có hết, thì các vị có hỏi gì. Còn ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020 thì giá nó là như vậy. Còn tại thị trường khác thì các vị có thể để lại bình luận bên dưới. Đấy, đây là giá bao gồm có lá nhôm này, rồi là cái xương này. Đấy, đây là cái xương của trần nhôm V100. Đây, các vị có thể quan sát mẫu. Còn cái hình ảnh các công trình thì các vị có thể vào web để xem nha. Nếu mà ai muốn xem hình ảnh thì trong web đều có hết. Đấy. Thì đây là tôi mô tả những cái mẫu để các vị nắm được. Còn cái cách lắp đặt của cái trần nhôm V100 thì nó cũng rất là đơn giản. Thì cái xương này ấy, thì chúng ta bắn lên trần như là trần này cao bình thường, nếu mà ai làm trần này cao thì cũng làm được thôi. Thì sau đó cho nó có cái cây gen là để chúng ta vặn vào ở tùy từng cái cao độ bất kỳ, để chúng ta chỉnh ở độ cao của cái cốt trần như nào thì chúng ta lấy ốc vặn gen chúng ta điều chỉnh là như vậy. Còn cái hàng của chúng tôi bán là bao gồm lá này, cái xương này, còn các cái cây gen thì nó rất là nhiều nơi có, nên là các vị là có thể tự mua ở cái địa điểm gần nhất. Còn các cái mặt hàng này chúng tôi bán ra thì chúng tôi cung cấp đủ, còn cái mà nó ở các ngoài cửa hàng đầy ngoài đường ấy thì các vị đến mua là vật tư phụ. Đấy, thì bây giờ cái cách lắp đặt của nó là chúng ta bắn cái xương trần này như trần này cao bình thường nhá, sau đó chúng ta ghép các cái lá C100 cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần luồn bóp thôi. Đây, cái đầu này có chữ V này, thì chúng ta đầu này có chữ V thì trên này có chữ V chúng ta cho vào là xong. Đấy. Chúng ta lấy cái tay chúng ta ép cái mỏ bên này một tí vào, sau đó chúng ta nhét cái này là xong. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là như vậy là cái chúng ta đã lắp đặt xong. Thì các cái hàng xương này thì cứ khoảng là tùy theo khoảng độ 1m hay là 60 hay là 80 phân đến 1m15m thì có một cái xương này. Còn lá này chúng ta cứ ghép lại là xong. Đấy. Đây, tôi lắp nốt cái lá bên này nữa vào thì các vị cùng xem. Đấy. Như vậy là tôi đã giới thiệu qua cái sản phẩm về trần nhôm V100 là cũng như là cái cách lắp đặt và cấu tạo của nó. Nếu mà các vị có ai hỏi thêm gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Video này tôi kết thúc đây. Cảm ơn các quý vị đã xem. Hẹn gặp lại các quý vị ở video mới nha.